Có đôi lúc ngồi nhớ những ngày gian khó mới như hôm qua, thấy ơn đời may mắn khi mình vẫn thế bên nhau yêu thương. Ngỡ hôm đầu gặp gỡ khi niềm luyến nhớ theo trong cơn mơ, tình em vẫn đây, tình anh vẫn đây. Anh lại gần em nhé, nói những lời yêu thì thầm anh nhé, cho một lần em sống phút giây bình yên trọn đời sẽ nhớ. Trẻ thơ đầm ấm mái nhà, cô gọi con tới đây có chuyện gì không cô? Phải có chuyện mới gọi con được sao? Dạ, con không có ý đó. Nhưng nói thiệt, con hơi bất ngờ vì cô muốn nói chuyện với con. Vì lần trước cô đã nói rồi, giữa con và anh Lâm không còn gì nữa hết. Nếu như con đã nói như vậy thì cô cũng sẽ nói luôn. Nếu con không yêu thằng Hoàng thì con cũng không có cửa với thằng Lâm nhà cô đâu. Hoàng, Hoàng, Hoàng rất muốn được nhìn thấy An. Hoàng rất muốn, dù chỉ là nắm tay thôi. An à, An à, An nhắc lại lần nữa, Hoàng nên tôn trọng An đi. Cậu tới đây làm gì nữa? Bữa trước á, tôi nói rõ ràng rồi mà. Dạ, con chỉ là con... Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cách tốt nhất á là cậu đừng tới đây nữa. Nếu không á, đừng trách tôi. Vụ đám cưới này không chỉ là chuyện vui của hai gia đình, mà còn liên quan tới chuyện làm ăn của tụi mình nữa. Em dự tính làm sao cưới càng nhanh càng tốt đi. Em biết rồi, nhất định á, em sẽ biến chuyện này thành sự thật. An không cần em nữa, cho nên mới hành động như vậy. Và em sẽ tôn trọng cổ. An không như em nghĩ đâu. Nếu như em còn yêu An thì hãy gặp An để nói chuyện, mọi hiểu lầm sẽ được gỡ bỏ. Không cần thiết nữa, dù sao bây giờ An cũng đã có Hoàng rồi. Sao em có thể nói điều không có như vậy? Em có biết An đang rất là đau khổ vì sự vô tình của em không? Đau khổ sao? Người đau khổ phải là em đây nè. Trước sau gì á, con Diệu Linh nó cũng làm dâu nhà tôi. Cô hai cứ để nó xuống đây ở cho nó quen. Với lại á, khí hậu ở đây cũng thoáng đãng, rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cũng không thể nào tránh khỏi sự điều tiếng, nên chị cứ xúc tiến ngay việc cưới xin đi. Tôi đã có kế hoạch rồi, nhất định phải có một đám cưới thật là hoành tráng, có 102 ở đây. Em chỉ có một đứa con gái, cho nên em muốn đám cưới phải rình rang một chút đó chị. Tôi đã nhờ thầy á chọn ngày tốt trong 2 tháng tới, hễ ngày nào được á là mình làm luôn. Tại sao mày có thể dựng chuyện như vậy vậy? Kìa Lâm, con bình tĩnh đi. Con Hoàng tội vu khống và bôi nhọ danh dự người khác, có thể sẽ bị đưa ra tòa đó. Thì ra các người cùng nhau dựng lên chuyện này để lừa tôi hả? Nếu không mày làm cho tao suy nghĩ sai dạng đến bao giờ nữa. Được lắm, chuyện chưa dừng lại ở đây đâu, tụi mày sẽ biết tại tao. Cô Tư ơi, cô vẫn chưa thấy ảnh về nữa. Ờ, nhưng mà con sợ ảnh... Dạ, con sẽ cố gắng. Ờ, anh Lâm, anh có mệt không? Để em lấy nước cho anh uống nha. Thôi, để anh làm cho. Hôm nay em ở nhà có một mình à, không có làm gì hết trơn á,
anh cho em dần động một chút đi. Anh cứ ngồi đó đi, để em pha nước chanh cho anh nha. Không sao chứ? Để em chăm sóc cho anh nha. Không cần đâu, em đi ra đi. Mình phải làm việc tiếp bây giờ. Tôi kêu mình nằm bên cạnh ảnh. Đúng rồi, không lẽ mình nằm vậy hoài sao? Chắc mình phải ôm ảnh quá. Được, phải để đàn ông chủ động chứ. Làm sao bây giờ? Hay là mình gọi điện hỏi cô Tư? Nhưng mà vậy thì kỳ lắm. Em yêu anh mà anh Lâm. Em yêu anh mà. Em làm gì vậy? Anh có sao không anh Lâm? Em làm gì vậy? Có phải em bỏ thuốc ngủ vô ly nước của anh không? Em, anh thật không ngờ em có thể làm những điều như vậy.
chuyện xong hết rồi. Có chuyện gì mà bà vui vẻ quá vậy? Từ từ rồi ông sẽ biết. Có chuyện gì vậy con? Thằng Lâm đâu? Anh ông để tôi nói chuyện với Diệu Linh. Đã xảy ra chuyện gì kể cho cô nghe coi. Con đã làm theo lời của cô dặn, nhưng mà anh cự tuyệt con. Cô ơi, bao nhiêu đó mà cũng không đủ cho nó mê hay sao? Dạ không, anh còn chửi con thậm tệ nữa. Vợ đi đâu con cũng không biết nữa, điện thoại cũng không được nữa. Thiệt là tức chết mà. Con buồn quá cô ơi, chắc là anh Lâm anh giận con lắm. Thôi thôi thôi, con đừng có nghĩ như vậy. Thằng Lâm nó sẽ không giận cái người yêu thương nó đâu. Nhưng bây giờ con không biết nói với anh sao cô ơi. Thôi được rồi, con không phải lo gì hết á. Bây giờ con vô rửa mặt rồi đi nghỉ đi. Ngày mai á cô sẽ bày cách cho con. Nhất định lần này á thằng Lâm nó sẽ đổi ý nha. Chắc con không có ngủ nổi đâu. Thôi cô biết mà, ráng lên con nha. Tại sao bà kêu con Diệu Linh nó làm chuyện vậy với thằng Lâm? Tôi chỉ muốn tụi nó cưới nhau thôi. Bà cũng biết là thằng Lâm không hề yêu Diệu Linh. Shhh, ông nhỏ nhỏ giùm tôi một chút. Không yêu thì lấy về từ từ rồi sẽ yêu. Bà đừng có ép thằng Lâm quá. Nếu không á, tôi với bà sẽ mất con á. Tôi có cách của tôi, ông đừng có xía vô. Tôi là chồng bà, là cha thằng Lâm, tôi phải có quyền trong chuyện này chứ. Nhất định là tụi nó phải làm đám cưới. Nếu không á thì tôi sẽ chết đó. Ông cũng đâu có muốn tôi chết, đúng không? Nếu ông không muốn á thì cứ để một mình tôi giải quyết mọi chuyện. Ông đừng có nói cái gì thêm nữa. Chuyện gì mà anh gọi cho em vậy? Anh gặp chuyện không hay. Anh không biết là có nên kể cho em nghe hay không. Anh kể cho em nghe đi. Em muốn tụi mình không bao giờ giấu nhau chuyện gì hết. Anh vừa về nhà thì xảy ra chuyện. Chuyện gì? Anh nói đi. Diệu Linh, cô đã bỏ thuốc vô ly nước của anh. Có chuyện như vậy sao? Cô tính văn bẫy anh, nhưng rất may anh đã chạy qua đường nhà của cậu Năm. Em không ngờ Diệu Linh có thể nghĩ ra những việc như vậy. Chắc chắn là má của anh. Hơn ai hết, má anh muốn anh cưới Diệu Linh mà. Trời đất, tại sao cô Tư lại gài bẫy con trai của mình chứ? Vậy mà anh không còn gì để nói nữa. Từ ngày bị cuốn vào chuyện làm ăn, má anh đã thay đổi hoàn toàn. Em nghĩ trong lúc này anh chưa nên về nhà đâu. Tạm thời anh cứ ở đây nha. Anh cũng nghĩ vậy, nhưng mà điều anh muốn là phải làm sáng tỏ trong chuyện tình cảm, để Diệu Linh không bám theo anh nữa. Sao? Về tao biểu nè. Chuyện gì đại ca? Đang ngủ mà. Đại ca mất ngủ mà mày ngủ ngon vậy sao? Vậy coi,
Dậy. Trời đất, cái thằng này, gì vậy? Mày cứ nói dậy gì vậy? Lỡ rồi. Đại ca kêu em dậy, có chuyện gì vậy? Thì tao đang có chuyện muốn nhờ mày chỉ giùm. Chuyện gì đại ca nói đi. Tao muốn viết thơ cho cô Miên mà khó quá. Tỏ tình với cô Miên. Tụi mày cười gì hả? Vậy tụi mày có giúp được tao không? Nói. Tưởng đại ca kêu em nấu nướng gì thì dễ, chứ tỏ tình em bó tay rồi. Em cục bịch thô lỗ, cũng chỉ có cục đá thôi à. Thôi thì đành chịu thôi. À đúng rồi đại ca, thằng Sáu nó có người yêu đó, mà giúp đại ca đi mày. Cái chuyện này thì mày giúp tao đi, đây là mệnh lệnh đó. Nghe chưa, lại lên đi mày. Viết thư tỏ tình á thì cũng phải tâm trạng người ta thoải mái chứ. Đại ca trắng áp kiểu này, văn chương ở đâu ra mà viết. Mày á, cố gắng giúp tao vụ này đi. Thì đại ca để cho em bình tâm đi, rồi em mới ho ra thơ, em thở ra văn để em viết chứ. Vậy em không có việc gì em ngủ nha đại ca. Ừ, mày đi ngủ đi. Ráng giúp đại ca đi mày, tao đi ngủ. Đầu thơ viết làm sao? Mày nói lẹ đi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập. Không phải. Cái đó là làm đơn. Cô Miên xa mà gần. Xong chưa? Đêm nay trăng thanh gió mát, anh nhớ em ngủ không được, nên vội vàng viết lá thư này. Từ từ, mày làm gì xấu la phan vậy? Đêm nay trăng thanh gió mát. Chào anh ba. Chào cô. Cô vừa đi đâu về? À, em lên ủy ban có chút việc. Anh ba kiếm em có chuyện gì hả? Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua đây thôi, chứ không có chuyện gì hết. Dạ, đã tới đây rồi á, em mời anh ba vô nhà ngồi chơi cho vui. Anh vào đây à? Ủa? Ai mà lại gửi thơ qua khe cửa như vậy? Thiệt ra là tôi gửi đó cô. Của anh ba sao? Vậy em đọc ngay bây giờ được chứ? Có gì sai á, mong cô thông cảm nghe. Đâu có đâu. Lời lẽ rất là chân thành, tình cảm rất là đáng quý. Nhưng hình như mấy câu đầu không phải là do anh ba nghĩ ra đúng không? Cô tài thiệt đó. Mấy câu đầu tôi nhờ Sáu chỉ. Cảm ơn anh ba. Em sẽ cất thật kỹ lá thơ này. Được sống ở đây bên những người tốt như anh ba, chú Năm, rồi Lâm và An nữa, khiến em thấy rất là vui vẻ và ấm áp. Nhờ có cô á mà anh em tụi tôi biết chữ, tụi nhỏ được đi học. Tôi biết ơn cô nhiều lắm. Em á phải biết ơn mọi người, vì mọi người khiến em yêu nghề nhà giáo hơn. Còn tôi á, nếu có kiếp sau
Tôi vẫn mong là người được cô dạy chữ. Cứ sống tốt kiếp này đã anh ba. Mà công việc nuôi cá sấu của anh ba tốt chứ? À, vẫn ổn. Nhắc mới nhớ, tôi phải về để cho đám cá sấu ăn. Thôi, tôi về nghe. Dạ. Chào cô. Chào anh ba. Chị nghe đây. Ờ, chị qua liền. Tốt nhất là em nên nói chuyện thẳng thắn với gia đình đi Lâm à. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Nếu vậy á, thì em nói sớm đi, đừng có kéo dài thời gian nữa. Ừ. Má anh gọi. Anh nghe đi. Dạ con nghe nè má. À, con Linh nó nói nó điện cho con không được, rồi bây giờ nó đi mất tiêu rồi. Dạ, mà nói làm sao? Nó đi rồi, bây giờ con đi tìm nó đi. Dạ dạ dạ, con biết rồi, để con đi tìm liền. Mà anh nói là dì Linh gọi cho anh hoài mà anh không nghe máy, con đã bỏ đi rồi. Linh không rành đường ở đây đâu, giờ anh đi tìm Linh đi. Với lại em sợ cổ làm chuyện dại dột đó. Có thể đó, hai em đi tìm nhanh đi. Dạ, dạ đi em. Linh! Linh à! Alo, An hả? Em mà gặp Linh á, em gọi anh liền nha. Dạ, em biết rồi. Anh nghĩ là Linh sẽ không vô rừng sâu đâu. Chắc là vòng vòng ở ven sông hay là rạch mà thôi. Em đang ở bờ sông, có gì em sẽ nhắn cho anh. Linh ơi! Linh ơi! Alo, anh ơi, Linh đang đứng trên cầu ngoài sông, rất là nguy hiểm, anh đến liền đi. Cô Tư nói anh Lâm nhất định sẽ tới tìm mình, mà sao giờ chưa thấy nữa. Linh, em bình tĩnh để nghe chị nói nè. Chị đi về đi, chị mặc kệ em đi. Linh ơi, em đừng có làm chuyện gì dại dột nha. Linh, Linh, em tính làm gì vậy? Em có lỗi với anh, em đáng chết mà. Anh, cẩn thận. Em không có lỗi gì hết. Em đừng có làm cái gì dại dột nữa nha chứ. Vậy sao anh không chịu nghe điện thoại của em? Anh giận em đúng không? Không có đâu. Lại đã danh, đi vô đi em. Đi. Nếu không được ở bên anh, em thà chết còn hơn. Linh à, em đừng có trẻ con như vậy. Có gì á, về nhà rồi mình nói chuyện. Em phải bình tĩnh lại. Theo anh, đi vô. Nè nè, em bình tĩnh lại. Đừng làm gì bậy đó. Đưa tay cho anh. Em đừng trẻ con nữa có được không? Về nhà đi rồi mình nói chuyện. Ở đây nguy hiểm lắm. Anh Lâm, anh đừng có giận em nữa nha. Anh không có giận em, nhưng mà em phải hiểu là anh đã yêu chị An rồi. Anh không thể yêu ai khác ngoài An được. Anh chỉ có thể coi em như là em gái của anh thôi. Em hiểu không? Linh à, em cứ khóc thật to đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thôi, đi vô đi em. Nghe lời anh, đi vô. Cẩn thận đó. Đưa tay cho chị. Thật sự thì em biết anh chị yêu nhau, nhưng mà tại vì em yêu anh Lâm quá, em thật có lỗi với hai người. Cũng tại má anh, và cũng tại anh không kiên quyết chuyện này với em ngay từ đầu. Anh sợ làm tổn thương em. Em xin lỗi chị An.
Em đã có lỗi gì? Chị đừng có giận em nha. Chị không giận em. Tình yêu có lỗi gì đâu. Cả anh Lâm và chị rất tôn trọng tình cảm của em. Tất cả chỉ vì chúng ta chưa có dịp nói chuyện rõ ràng với nhau thôi. Giờ thì em biết mình phải làm sao rồi. Em về nhà đây. Để anh đưa em về. Em không cần đâu. Em tự đi được. Chắc tụi nhỏ đang trên đường về phải không chị? À, tụi nhỏ đang trên đường về đây. Chắc chắn lần này á, thằng Lâm không thể từ chối nhỏ Diệu Linh được đâu. Vậy thì tốt rồi. Chắc Diệu Linh nhà em vui lắm. Em tính rồi, nếu đám cưới xong, em sẽ cho tụi nó cái biệt thự ở thành phố để sinh sống. Chuyện đó cứ để từ từ tính. Ở đâu á, cứ để tụi nhỏ nó quyết định đi. Ừ. Đợi hai đứa nó về, em sẽ bàn tính chuyện hai đứa đi tuần trăng mật. Có lẽ nên tặng vợ chồng nó một chuyến du lịch nước ngoài. Được vậy thì tốt quá. Tôi chắc không cho được tụi nhỏ nhiều như cô hai đâu. Chị đừng có nghĩ ngợi gì hết. Chị sinh được thằng Lâm ra đã là món quà tuyệt vời rồi. Nếu không, bé Linh nhà em đã không si mê nó như vậy. Má. Ủa con, về rồi hả? Má đang bàn tính chuyện đám cưới cho hai đứa đây. Sẽ không có đám cưới nào hết đó má. Con nói gì vậy Diệu Linh? Tại sao cô cứ cố tình gán ghép anh Lâm cho con, trong khi cô biết ảnh và chị An yêu nhau mà? Con đã ngu ngốc làm theo lời cô để có được anh Lâm. Nhưng con biết con thất bại là cái chắc rồi. Bởi vì anh Lâm yêu chị An rất nhiều. Giờ con mới hiểu, con rất là trẻ con. Con tưởng là mình muốn gì cũng được hết á. Có đây là dư thừa. Má, mình đi về đi má. Chị, giờ chị còn đi đâu nữa? Tôi phải giải thích với con Diệu Linh. Tới phút này chị còn giải thích gì nữa? Tôi với chị không thể hợp tác làm ăn với nhau được nữa đâu. Kìa cô hai, chuyện gì ra chuyện đó chứ cô hai? Đó là chuyện của chị. Tôi sẽ rút toàn bộ vốn về. Kể từ giờ phút này, chúng ta không còn mối liên hệ nào hết. Cô hai, cô hai. Nhất định tao sẽ phá nát gia đình của mày, để coi mày có hạnh phúc được không. Mình ngồi ở đây hoài là trúng gió đó. Sao tôi hỏi cái gì bà cũng không nói vậy? Bà đừng ngồi đây nữa, vô trong nhà nghỉ ngơi đi. Lâm ha con về càng sớm càng tốt. Có chuyện gì vậy ba? Má con cứ ngồi im lặng, bà hỏi cái gì cũng không nói á. Ba, có chuyện gì vậy má?
Hay quá, hiếm khi có dịp gặp mọi người đông đủ vậy. Mà tới đây có chuyện gì? Về đi. Về sao được khi bà phá nát gia đình của tôi? Khoan, con không được ăn nói vậy bà. Ai phá nát gia đình con? Chính vợ của bác đó. Mọi người xem đây. Con nói với bà tha thứ cho má đi Lâm. Không cần. Má lại gian dối đến như vậy. Bà, cha con mình đi thôi. Con không muốn ở đây bất cứ giây phút nào nữa. Đi thôi bà. Ông ơi, ông đừng bỏ tôi mà ông. Con ơi, đừng bỏ má mà con. Chập chung vây đường đời bơ ngơ, về bên nhau để mình thấy rõ rằng trong nhau mình có quê nhà. Em, mình đã thương nhau qua ngày khốn khổ. Em thì xa chi đâu những mùa. Sao lại không bắt máy vậy? Sao em gọi hoài mà anh không bắt máy? Anh đang chạy xe mà em cứ gọi hoài như vậy. Bộ em muốn anh bị tông xe hay sao? Tại em nóng ruột quá. Anh uống gì để em kêu? Khỏi uống đi. Em suy nghĩ sao mà hẹn anh ra đây vậy? Bộ em muốn cả thiên hạ đều biết hay sao? Tại em có chuyện gấp quá mà chỗ cũ thì không có hẹn được nữa. Giờ anh không thể nào tự do như hồi trước được nữa đâu. Chúng ta nên hạn chế gặp nhau thì hơn. Anh sợ rồi à? Không phải sợ, nhưng em nên nghĩ cho vị trí hiện tại của anh. Không phải muốn làm gì thì làm. Còn em, em chẳng còn gì để mất. Cha con của thằng Lâm đã biết hết chuyện của em và anh rồi. Sao lại biết được chứ? Thì thằng con quý tử của anh tố chứ ai. Tại sao thằng Hoàng lại dám làm như vậy? Thằng con trai anh, chuyện gì mà nó không dám làm? Nếu nó không phải là con của anh, em sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Bây giờ em chẳng còn gì để mất hết. Em đừng có nói cái giọng buông xuôi đó.
Vậy em phải làm sao bây giờ? Cha con nó bỏ qua nhà Năm Biền ở rồi, mình em ở một cái nhà rộng rinh, cô đơn lắm, anh có biết không? Vậy em nghĩ thời gian qua anh sống mấy mình? Vì vậy em muốn mình về sống với nhau. Anh đã ly dị với Sáu Nhú rồi, còn em với Ba Đờn trước sau gì cũng ly dị. Chuyện này không phải cứ muốn là được, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này. Có gì mà lại không được chứ? Vì anh mà gia đình em đã tan nát. Đừng có đổ lỗi cho nhau nữa. Em cần cho anh thêm thời gian, chỉ một thời gian nữa thôi. Em không biết tình trạng này kéo dài được bao lâu nữa. Hai Ngoan thì đã rút vốn, cha còn thằng Lâm thì lại bỏ đi, anh thì cự tuyệt em. Đã nói là em cho anh thêm thời gian nữa mà. Thôi, anh ở đây lâu không tiện, khi khác nói chuyện sau nha. Sao con về trễ vậy? Con vừa làm xong một việc và con thấy rất vui mà. Chuyện gì mà khiến cho con vui vậy? Con đã kể hết chuyện của ba và bà Tư Măng cho hai cha con thằng Lâm nghe hết rồi. Trời đất ơi, tại sao con làm chuyện đó chứ? Bà Tư Măng thì phá nát gia đình mình, còn thằng Lâm thì cướp mất người yêu của con. Bọn họ đáng bị như vậy mà. Tại sao con lại đang tâm phá nát gia đình của người ta như vậy? Ác Ba Đờn có lỗi gì khi phải đón nhận sự thật này chứ? Vậy chứ má tính để cái kim trong bọc cho tới khi nào? Má, má không vui khi con trả được thù cho má sao? Nó chỉ khiến má cảm thấy đau lòng thêm mà thôi. Tại sao con nhẫn tâm quá vậy Hoàng? Má luôn sống nhẫn nhịn cho nên má mới bị như vậy đó. Ở đời không thể để cho người khác chà đạp lên mình má. Hoàng à, con có còn là con trai của má không vậy Hoàng? Hận thù không qua làm cho con vui được đâu Hoàng. Nếu con dùng hận thù để trả thù thì sau này chính con mới là người gây chứ. Dạ hối hận đó. Không, con sẽ không bao giờ hối hận về chuyện này. Con sẽ khiến cho những kẻ đó sống không được, chết không xong. Má xin con dừng lại đi. Con ghen quá thì con sẽ bị báo quán đó. Còn gì để mất nữa má? Má đừng sống hiền lành như vậy nữa, chỉ thiệt thân mình thôi à. Má xin con đó Quảng, má thật sự rất là mệt mỏi với cuộc sống này. Má không bôi chen hận thù. Bây giờ má chỉ muốn sống một cuộc sống bình thản và yên ổn thôi. Như vậy mà cuộc sống bắt con phải làm như vậy. Khi nào con trả thù xong, con sẽ về sống bình yên với má. Má nghe ý định đó trong đầu con đi. Má xin con đó, đừng làm gì hết. Má, má đừng khóc. Má càng khóc con càng thấy đau lòng và càng muốn trả thù nhiều hơn nữa.
không, không phải. Giờ má đi nghỉ đi, con đưa má đi nghỉ. Sớm thì buồn, con sẽ khiến cho tụi nó lần lượt trả giá gấp ngàn lần. Tao hỏi thiệt nha, tụi mày thấy cô Miên sao? Cô Miên hả? Em chưa thấy ai hiền lành, dịu dàng, tốt bụng như cô giáo Miên hết. Không những vậy nha, cổ còn thông minh, xinh đẹp nữa chứ. Chưa kể cổ còn tình nguyện về đây, dạy chữ rất là đáng quý. Vậy còn tao thì sao? Đại ca hả? Đại ca thì khổ chê rồi. Vừa khỏe mạnh nè, vừa tốt bụng nè, vừa thông minh nè, lại còn giỏi võ nữa chứ. À, lâu lâu á, đại ca hơi nóng tính chút thôi. Nghĩa là tao không có tài cán gì hết? Không, đại ca có tài, nhưng mà đại ca có tật. À, à mày... không, ý em nói là thường thường người ta nói là có tật có tài, có tài có tật đó. Nếu mà đại ca không có tài á thì làm sao mà đại ca làm đại ca có hai anh em được chứ? Đúng không anh? Đó là trong mắt của tụi mày. Với người khác, tao chỉ là một thằng giang hồ. Đó chỉ là bề ngoài thôi, còn ai biết đại ca rồi? Không, không ai nói gì đâu. Đúng mày? Đúng rồi, đúng rồi. Bản chất của đại ca thì rất tốt, nhưng do dòng đời xô đẩy, tụi em nè cũng đâu có hơn gì đại ca đâu. Dù gì tao cũng không sánh được với cô Miên. Cô xinh đẹp, lại có học thức, gia đình danh giá. Nếu mà để nói thiệt đó, em nghĩ đại ca không có giới được cô Miên đâu. Anh em mình á, tập trung cho nuôi cá sấu trong rừng cho chắc ăn. Tao hiểu rồi. Đúng là chỉ nên tập trung vô công việc, đừng mơ mộng viễn vông. Thiệt không ngờ ba đời lại có ngày hôm nay. Bình tĩnh lại đi anh ba. Đúng là chuyện không ngờ, nhưng nó đã xảy ra. Chuyện gì á, rồi nó cũng sẽ qua. Nỗi buồn nào á, rồi nó cũng sẽ dời đi. Cái thằng ba đời này có phải là đồ bỏ đi không mà họ lại đối xử với tôi như vậy chứ? Anh đừng tự trách mình, mà nếu có trách á là trách hai người kia kìa, không biết phải trái. Tất cả là tại tôi quá cưng chiều bà, nghe lời bà. Cũng chỉ vì muốn gia đình này yên ổn, hạnh phúc. Ai ngờ sau lưng tôi bà làm những chuyện đồi bại. Tôi thì đã đành rồi, còn thằng Lâm nó biết ăn nói làm sao với mọi người đấy. Anh ba đừng lo chuyện của thằng Lâm. Mọi người nhìn vào việc của nó làm, chứ không quanh gia nó, qua mẹ nó. Lúc sau nhú ly dị với Tư Khiêm là tôi có linh cảm, nhưng mà tôi tin vợ quá nên bây giờ tôi phải chịu nhục nhã như vậy nè. Tôi sẽ ly dị Tư Măng. Cô Tư ơi, cô Tư, cô Tư. Làm gì mà mày chạy như ma đuổi vậy? Dạ, dạ, Tôm, Tôm. Tôm chết đỏ hết cả vuông rồi cô Tư. Mày nói cái gì? Cái gì chết hả? Dạ, Tôm chết hết trơn hết chợ rồi cô Tư. Thấy ơn đời mãi. Cô Tư, cô có sao không? Đó là chuyện của ba, con không có quyền phán xét hay hỏi bất cứ một chuyện gì hết. Ngỡ hôm
ba còn chưa nói chuyện với con, con qua nhà Tư Mang làm ầm lên đó. Khi niềm luyến nhớ theo trong cơn mơ, ba dám làm thì ba dám chịu chứ. Với lại công khai vậy cho ba thuận đường đi lại. Mày thằng mất dạy, ba còn chưa biết con có thể làm được gì đâu. Chắc là má cần anh lắm. Không, từ lâu rồi má không cần ta. Má của anh đó chỉ tỏ ra như vậy thôi. Nhưng lần anh này mà má chỉ nói những lời phũ phàng, anh chịu thua rồi. Nhìn nhau sao ít quá vậy anh? Anh đã hứa với em là chỉ có vậy thôi, anh không xoay sở được nữa đâu. Anh lại gần em, nhưng mà mấy chục triệu này không thể đủ được. Anh lo thêm cho em yêu, thì em làm như anh là ngân hàng không bằng, thích lấy bao nhiêu thì lấy hả? Nhưng tại em tham lam, cái gì cũng muốn làm nên bây giờ mới xảy ra nông nổi như vậy.